说人挺明，回阵雨里你我各安天命，冷雨快跌破互相倒影。Đều là ngạc nương của con trẻ, bốn cung cũng không thể chết mà không cứu. Mọi người không sao chứ? Tần Phi, người và dì Aka không sao chứ? Mama vẫn còn trong đó, xin Thuệ Thông Dương cho người cứu quả. Hồng Tuấn, mau đi giúp đỡ đi. Dạ. Thuệ Thông Dương, tôi ta nhận được cái túi hương này. Tỉnh Dương, người nói, tại sao ở hiện trường lại tìm thấy túi hương của người? Có phải người phóng quả đốt dì Aka không? Sao có thể chứ? Tỉnh Du đang mang tội trên người, chưa hề ra khỏi Chung Tiên Cung một bước. Hơn nữa, nhị vị tiểu A Ca ngây thơ dễ thương, bổn cung làm sao có thể làm như vậy? Vì ngươi bị bổn cung phát hiện chuyện hút nha phiến và chuyện bỏ thuốc vào canh cho hoàng thượng dùng, khiến hoàng thượng nghiện nha phiến, cho nên ngươi hận trong lòng, muốn tìm bổn cung báo thù. Cái gì? Hoàng thượng ngươi? Không sai. Hoàng thượng đi diệt hạ, không phải đi dưỡng bệnh, mà là để cai nha phiến. Sao lại như vậy? Tỉnh Du, sao ngươi lại làm vậy với hoàng thượng? Ngươi cũng muốn phóng hỏa đốt chết tiểu A Ca, thật là tội không thể tha. Tỉnh quý nhân, ngươi còn không nhận tội, đừng trách bổn dương phải dùng hình với ngươi. Ngươi đâu? Phạt ả 20 trượng trước. Dạ. Đừng mà, đừng như vậy mà. À, xin Thủy Thân Dương bản hạ lưu tình. Nô tài khấu kiến Thủy Thân Dương. Vậy Phúc An, bổn dương đang trừng trị tội nhân, ngươi dám tội gan xin tha, ngươi đáng tội gì? Xin Thủy Thân Dương tha tội, là nô tài nhất thời lỗ mãng, bởi vì đã bắt được hung thủ thật sự. Giải phạm nhân lên đi. Quỳ xuống. Khởi bẩm Thụy Thân Dương, hung thủ phóng hỏa thật sự là Thái Nguyệt cung nữ của tỉnh quý nhân. Xú nha đầu, tối qua ngươi có đến tiểu nhi thần Phật điện để phóng hỏa không? Có. Khi Thái Nguyệt phóng hỏa, hướng lửa thay đổi, cho nên ngộ thương bản thân. Nô tài nhìn thấy trên người ả có vết hỏa dầu và vết thương do phỏng, cho nên nô tài nghi ngờ ả ta chính là hung thủ phóng hỏa. Trải qua nghiêm hình bức cung của nô tài, ả xuống nha đầu này cuối cùng đã nhận hết tội lỗi. Thái Nguyệt, đại A Ca không thù oán với người, tại sao người lại hạ độc thủ như vậy chứ? Xuống nha đầu, Thụy Thân Dương hỏi ngươi còn không mau trả lời rõ ràng. Mấy tháng trước, nô tỳ và người ta tư thông có mang, bị tỉnh quý nhân phát hiện được. Tỉnh quý nhân kêu nô tài phá bỏ thai nhi, lại còn phạt nô tài cả đời không được rời khỏi cung. Nô tài không cam tâm, cho nên phóng hỏa đốt đại A Ca, giá họa chủ tử. Con tiện nha đầu, bổn cung đã tha cho ngươi, ngươi không biết hối cải thì thôi, còn phóng hỏa giá họa bổn cung. Vậy cái khăn tay của tình quý nhân cũng chính là do ngươi cố tình bỏ lại để tiện du quan? Phải. Ngươi nói láo, cái mọi người tìm được tại hiện trường không phải là khăn tay mà là một túi hương. Ngươi rõ ràng đang nhận tội thay. Thật ra Thái Nguyệt trong lúc bị bức cung
cũng có khai để lại túi hương và một cái khăn tay. Khăn tay có thể bị gió thổi bay mất hoặc là bị ngọn lửa đốt cháy, cho nên chỉ còn là một cái túi hương. Có phải không? Có đúng không? Xuống nhà đầu. Phải. Thủy Thân Dương, bây giờ chân tướng rõ ràng rồi. Tĩnh Du là chủ tử của Thái Nguyệt, cũng khó tránh trách nhiệm. Thủy Thân Dương cùng lúc phạt nặng Thái Nguyệt, xin phạt cả nô tài vì tội dạy dỗ không nghiêm. Thái Nguyệt, bổn dương cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi còn chuyện gì muốn nói không? Là nô tài làm, là do nô tài phóng hỏa, không liên quan đến chủ tử, là do nô tài làm đó. Tạ Hoàng Thái Hậu cứu mạng chi ân. Nếu không có Hoàng Thái Hậu đại từ đại bi, anh minh sáng suốt, giúp nô tài chuẩn bị tất cả chứng cứ để thoát tội, e rằng nô tài đã đầu lìa khỏi cổ. Vậy ngươi có biết tại sao Ai Gia phải giúp ngươi như vậy không? Hoàng Thái Hậu bác ái rộng lượng, là phụ mẫu tái sinh của nô tài, với nô tài sủng ái yêu thương. Hoàng Thái Hậu không nhẫn tâm nhìn thấy nô tài bị chém đầu, cho nên ra tay tương cứu. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Ngươi hãy tới gần Ai Gia đi. Ngẩng đầu lên đi. Nhất định là người hút nha phí, hút đến hồ đồ rồi. Người muốn đối phó với Y Lan và Nguyên Quyển, Ai Gia còn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng người lại gan to bằng trời, tự tung tự tác, gia hại hai hoàng tôn của ta. Trong mắt người có còn thái hậu này hay không? Nô tài biết tội, nô tài biết tội, nô tài quá thật. Là vì lên cơn nghiện nha phiến, đầu óc mụ mẫm, mơ mơ hồ hồ chạy đến thần điện phóng hỏa, cũng quên là nhị dị A Ca đang ở trong đó. Nô tài không phải thật lòng muốn hại nhị dị A Ca, nô tài sẽ không làm những chuyện lỗ mãng như vậy nữa. Cầu xin Hoàng Thái Hậu tha tội, cầu xin Hoàng Thái Hậu tha tội. Vậy công công, xin người lên tiếng nói giúp Tĩnh Du lần cuối đi. Cầu xin Hoàng Thái Hậu nhân từ tha thứ cho Tĩnh Du đi. Tĩnh quý nhân, chúng ta cùng ngồi chung một chiếc thuyền, nô tài sao có thể không giúp người chứ. Hoàng Thái Hậu, Tĩnh quý nhân trước giờ trung thành nhất mực, tận tâm tận lực báo đáp Hoàng Thái Hậu. Lần này bởi vì lên cơn nghiện mà gây ra chuyện, cũng may là nhị vị tiểu A Ca bình an vô sự, xem như không tạo ra lỗi lớn gì. Cầu xin chủ tử tha tội cho Tĩnh quý nhân lần này. Vậy lần này Ai Gia để mặt công công, tạm thời lưu lại mặt chó của người. Tạ Hoàng Thái Hậu tha tội, tạ Hoàng Thái Hậu tha tội chết. Sau này Tĩnh quý nhân phải nhớ kỹ quy luật phép tắc, nhất định là sau này phải báo đáp tạ Hoàng Thái Hậu đó. Dạ nô tài biết, nô tài tuân lệnh. Nô tài biết, nô tài tuân lệnh. Nô tài tuân lệnh. Bóng Hoàng Thái Hậu, Thủy Thân Dương cầu kiến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhưng mà đến sớm hơn dự liệu. Truyền. Dạ. Như thần cung thỉnh Hoàng Ngạc Nương thánh an. Miễn lễ. Ai Gia đang định qua cảnh kỳ cát thăm nhị A Ca, còn đến đúng lúc lắm. Nhị dị A Ca không sao chứ? Dịch soạn cơ thể vốn yếu ớt, nó không kinh sợ chứ? Nhờ hồng phúc của Hoàng Ngạc Nương, nhị dị tiểu A Ca đều được bình yên. Nhưng cũng vì vậy mà hoảng sợ suốt đêm. Nhị dị A Ca đúng là đáng thương. Nếu Hoàng Ngạc Nương thương yêu nhị dị tiểu A Ca, tại sao liên tục bao che cho Tĩnh quý nhân, còn sai dễ công công giúp ả thoát tội? Ai Gia chính vì thương nhị dị tiểu hoàng tôn, nên mới đem hung thủ thật trừng trị nghiêm pháp. Hung thủ thật vẫn đang tiêu diêu pháp ngoại. Miên hơn điều tra được, Thái Nguyệt chỉ có người đem tính mạng cả nhà ra uy hiếp, nên mới cam tâm nhận tội thay. Ai Gia không biết con nghe được từ đâu. Ai Gia chỉ muốn nhắc nhở con, Y Lan là một người đàn bà rất có tâm kế. Trước ả luôn xem chúng ta như ngoại địch, mỗi một câu nói của ả ta con đều phải vô cùng cẩn thận, để tránh rơi vào bẫy của ả đó. Trước đây Ai Gia tam quỳ cổ khấu, quỳ lại khắp hoàng cung, trên tuyết để lại con đường dài bằng máu. Cuối cùng con bị đoạn mất một chi, chính là vì muốn
Vì như vậy A-ca cầu bình an, cầu phúc. Nếu như Tĩnh Du thật sự muốn làm hại vị A-ca, A-gia nhất định sẽ trị tội thật nặng, tuyệt đối sẽ không bao che gì cả. Miền Hân, còn tin hay không cũng được. Mỗi một chuyện mà A-gia làm tới ngày hôm nay, tất cả đều vì muốn tốt cho Hoàng Di là con, muốn tốt cho Giang Sang Đại Thanh, là chuyện đáng làm mà. Hoàng Ngạc Nương, Miên Hân luôn cảm thấy Hoàng Huynh là một hoàng thượng tốt vì nước vì dân. Chỉ cần Hoàng Huynh cai nghiện thành công, tất cả sẽ trời quang mây tạnh. Miên Hân xin cáo từ trước. Hoàng Thái Hậu có hai tâm phúc. Trong triều, bà ta dựa vào một chương A để trừ đi những người bên cạnh hoàng thượng, kể cả A Mã chúng ta. Sau đó dùng binh quyền điều Khánh Thương Dương đi, hòng cô lập hoàng thượng một mình. Còn trong hậu cung, Hoàng Thái Hậu bao che Tịnh Quý Nhân, lợi dụng á ta lừa hoàng thượng hút nha phiến, mục đích chính là để Thụy Thương Dương nhiếp chính, cuối cùng mưu đồ đoạt quyền. Sao có thể chứ? Hoàng Thái Hậu là ngạc nương của hoàng thượng, sao có thể hãm hại hoàng nhi của mình? Ngươi đừng quên, Hoàng Thái Hậu là kẻ thù giết mẹ của hoàng thượng. Cho dù hoàng thượng đã tha thứ cho Hoàng Thái Hậu, nhưng trong lòng bà ta vẫn còn một cái gai, ngày nào chưa nhổ, ngày đó còn chưa yên tâm. Hơn nữa còn có một chương A ở bên cạnh xàm tấu, xúi dục. Cho dù Hoàng Thái Hậu có lòng hiểm ác, nhưng Thụy Thân Dương mà Nguyên Quyển quen biết tuyệt đối không thông đồng hãm hại hoàng thượng. Thụy Thân Dương dù không có ý mưu phản, nhưng có lòng hiếu nghĩa. Hắn đã nhiều lần bao che cho Hoàng Thái Hậu, là địch hay bạn vẫn chưa thể biết được. Nguyên Uyển, hoàng thượng bây giờ đang nguy cấp, mục tặc đã nhốt người tại Nhiệt Hà, cấm ra ngoài, e rằng hoàng thượng không thể cai nghiện được, mà sẽ ngày càng lún sâu vào nghiện ngập. Bây giờ bên cạnh hoàng thượng không còn người thân tín nào. Ta và ngươi là hậu phi của người, nhất định phải nghĩ cách để giải cứu hoàng thượng. Lần quá quạng này, chúng ta không ngại nguy hiểm, cứu cốt nhục của nhau. Có thể đây là ý trời để chúng ta từ bỏ thù hận, nâng đỡ lẫn nhau, cùng chung chiến tuyến. Vì hoàng thượng, Y Lan nguyện quên đi quá khứ, cùng Nguyên Uyển chân thành hợp tác. Bây giờ phải xem ngươi có thể từ bỏ thù hận, chấp nhận ý trời hay không. Nguyên Uyển sớm đã quên đi thù hận, tâm hướng thần linh. Huống hồ gì hoàng thượng đối với Nguyên Quyển và Soạn Nhi ân trọng như núi. Nguyên Quyển dạng chết bất từ, chỉ đáng tiếc Nguyên Quyển thân phận nhỏ nhoi, không biết có thể giúp được gì. Chúng ta chia nhau hành sự, nội ứng ngoại hợp. Y Lan sẽ tìm cách báo cho hoàng thượng không được dùng thuốc do thái y đưa. Nguyên Quyển sẽ nhận trọng trách thuyết phục Thụy Thân Dương, hy vọng hắn sẽ nhanh chóng đem hoàng thượng trở về cung, tránh xa miệng cọp. Nguyên Quyển nhất định sẽ hết sức mình. Lần quả hoàng đệ xem như trong quả có phúc. Lần này Nguyên Quyển hẹn Thụy Thân Dương tới không phải vì Soạn Nhi, mà là vì hoàng thượng. Thụy Thân Dương có biết tình hình hoàng thượng tại Nhiệt Hà như thế nào không? Theo một chương A hồi báo, hoàng thượng đang cố gắng cai nghiện, mọi chuyện bình an. Thụy Thân Dương có từng nghĩ hoàng thượng ở Nhiệt Hà không phải đang cai nghiện, mà bị Hoàng Thái Hậu và một chương A giam lỏng? Hồ đồ, Hoàng Ngạc Nương sao phải làm vậy chứ? Ngạc đại nhân đã đích thân tới Nhiệt Hà nhưng bị cự tuyệt không cho vào. Trừ thủ hạ của một chương A, không ai được phép tiếp xúc hoàng thượng. Ngài không cảm thấy chuyện này rất khả nghi sao? Nguyên Quyển tin rằng Thụy Thân Dương luôn trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, nhưng Hoàng Thái Hậu và một chương A thì không nghĩ vậy. Nguyên Quyển lo Thụy Thân Dương vì nể tình thân xuôi theo dòng nước, trong cảnh thân bất do kỷ, gánh tiếng xấu loạn thần tặc tử và tội danh mưu đồ làm phản. Nguyên Quyển, tại sao nàng lại không tin ta? Tại sao lại xem nhẹ tình thủ túc giữa ta và hoàng huynh? Dù ngài xem nặng tình thủ túc đến đâu, chúng ta cũng đã phản bội hoàng thượng. Hoàng thượng sở dĩ trầm luân nha phiến chính là để trốn tránh bi thương. Chúng ta khó tránh trách nhiệm. Ngài đi đâu vậy? Ta đi làm chuyện huynh đệ nên làm, đàn ông phải làm, chỉ là đón hoàng thượng hồi cung. Chúng
Theo như báo cáo của Triệu Hiên, Từ Sơn Trang tránh nóng nhiệt hạ. Thái y nói hoàng thượng sức khỏe an khang, chứ nghiện nhạc phiến đã dần giảm xuống. Tất cả đều theo như dự đoán. Đại lễ Tế Thiên sắp đến, Bốn Dương muốn đón hoàng thượng sớm hồi cung để người chủ trì đại cuộc. Hoàng thượng cần được tĩnh tâm an dưỡng, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn không nên rời Sơn Trang. Di thần nghĩ nếu hoàng thượng sức khỏe đã hồi phục, tại sao không thể hồi cung? Thái y cô nói liệu trình cai nghiện nha phiến không thể cắt ngang giữa chừng, nếu không sẽ càng nặng thêm. Chứng nghiện rất khó trị tận gốc. Đại lễ Tế Thiên liên quan rất lớn tới quốc vận, hoàng thượng nhất định phải giữ. Còn về liệu trình cai nghiện mà một đại nhân nói, dạy cung rồi tiếp tục thi hành thì không được sao? Trừ khi có kẻ dối trên gạt dưới, có lòng ác niệm, âm mưu mờ ám. Thị Thân Dương nặng lời rồi. Nếu Thị Thân Dương bất chấp tất cả, nhất định đón hoàng thượng hồi cung, nô tài sao dám cản trở chứ? Tất cả đều nghe theo ý chỉ của Thụy Thương Dương, nô tài lập tức khởi hành đến Nhiệt Hà đón hoàng thượng hồi cung. Tới đại lễ Tế Thiên, nếu như bổn dương không nhìn thấy hoàng thượng, Mục Dương à, coi chừng cái đầu trên cổ của ông đó. Thật là kỳ lạ, tất cả phi tần khác đều trang điểm cẩn thận, còn tạo dáng đẹp nhất của mình, hy vọng được trẫm chú ý. Chỉ có Y Lan là tặng cho trẫm bước qua cậu bé cưỡi trâu này. Hoàng thượng, kỳ lạ nhất là bước qua cậu bé cưỡi trâu này, người và trâu đều hướng lưng ra ngoài. Không lẽ hoàng quý phi muốn ám thị đã bỏ lại hoàng thượng ở đằng sau? Hay là Y Lan muốn thông báo với trẫm? Một đồng lưng hướng về trẫm, nhìn về phía trước. Có phải Y Lan muốn bảo với trẫm xem phía sau của bức họa không? Ừ. Tiểu thái tử, kiểm tra bức họa thật kỹ cho trẫm xem. Dạ. Hoàng thượng anh minh, sao liệu bức họa quả nhiên có phát hiện? Là cái gì vậy? Là một lá thư. Mục Dương A kết bè muốn đưa người vào bẫy, đừng dùng thuốc cai nghiện để tránh nghiện nặng thêm. Coi chừng đã thảo kinh xa, xin bảo trọng long thể, sau này hồi cung hẳn tính. Lý nào là như vậy? Hay vì trầm ở trong sơn trang này luôn cảm thấy bức bối, làm gì cũng bị người ta theo dõi, thì ra tất cả đều là mưu kế hãm hại trầm. Hoàng thượng, vậy chúng ta phải làm sao? Thuốc cai nghiện đã nấu xong, mời hoàng thượng dùng. Mời hoàng thượng dùng bữa. Tất cả đều có gia phiến, trẫm không ăn. Món ngon trước mặt, tại sao hoàng thượng không dùng? Nô tài cung thỉnh hoàng thượng thanh an. Mục Dương à, ngươi giỏi lắm. Nô tài chỉ muốn mời người dùng bữa, không biết đã phạm tội gì. Ngươi dâm lộng trẫm, dùng thức ăn hại trẫm, mưu đồ bất chính. Sau khi trẫm hồi cung sẽ trị ngươi tội thật nặng. Nô tài dù gan to bằng trời cũng không dám mưu đồ bất chính với hoàng thượng. Tất cả đều là phụng mệnh Thụy Thân Dương chăm sóc hoàng thượng cho tốt. Là ý của Miên Hân. Thụy Thân Dương anh dũng thao lược, nhìn xa trông rộng, thu phục lòng dân. Trong cung có Thụy Thân Dương xử lý chính vụ, hoàng thượng có thể yên tâm không lo lắng, ở đây từ từ tịnh dưỡng. To gan, trẫm muốn lập tức hồi cung để hỏi Miên Hân cho rõ chúng cuộc là muốn gì. Hoàng thượng muốn hồi cung chỉ có một cách, đó chính là uống cho hết số thuốc của thái y nấu. Chỉ khi uống thuốc hết bệnh, thần mới có thể về bẩm báo lại với Thụy Thân Dương. Toàn là dối trá. Tiểu thái tử, thay trẫm đem tất cả thức ăn đổ hết đi. Dạ. Nô tài sẽ chuẩn bị thức ăn cho hoàng thượng liên tục không ngừng, rồi sẽ có ngày hoàng thượng nhất định sẽ cảm thấy thích thú, ăn uống ngon miệng. Ngươi, ngươi! Hoàng thượng, bảo trọng long thể. À,
Sau này thức ăn và nước uống của hoàng thượng bỏ thêm gấp đôi lượng nham phiến vào. Nô tài tuân lệnh. Mệnh. Hoàng đế cũng là người, ta không tin hắn có thể không ăn không uống. Hoàng thượng, nô tài vô dụng, nô tài nghĩ không ra cách nào để có thể giúp hoàng thượng. Hoàng thượng, người phải cố lên. Lần này chúng ta nhất định hóa hiểm thành lành. Tiểu thái tử nhất định không để cho người có chuyện. Hoàng thượng, hay là chúng ta nhờ Thủy Thân Dương giúp? Nói không chừng là do một chương A dối trên gạt dưới. Thủy Thân Dương đã không chỉ một lần phản bội trẫm. Từ lâu hắn đã bất trung với trẫm. Không có Thủy Thân Dương đứng sau chống đỡ, một chương A sao dám lộng hành như vậy? Một lần bất trung, trăm lần không dùng. Trẫm rất hối hận. Một phút mềm lòng, đuôi hổ gây họa. Hoàng thượng, người tỉnh lại đi hoàng thượng. Hoàng thượng, nước. Trẫm, trẫm muốn được uống nước. Tiểu thái tử, hoàng thượng, hoàng thượng không sao thì tốt rồi. Tiểu thái tử, ngươi, ngươi vì trẫm đã làm gì rồi? Nô tài không có làm gì cả. Có phải ngươi để dùng máu của mình để giúp trẫm sống không? Tiểu thái tử, hoàng thượng, nô tài xuất thân thấp hèn, bao nhiêu năm nay có thể được hầu hạ cho hoàng thượng đã không uổng kiếp này. Nô tài chỉ sợ là sau này không còn cơ hội được hầu hạ hoàng thượng. Nô tài khẩn xin hoàng thượng, xin người được buông xuôi, nhất định người phải cố gắng lên. Hoàng thượng, có người đưa cơm tới. Có người đưa cơm tới, cơ hội tới rồi. Hoàng thượng, lát nữa tiểu thái tử sẽ xông ra cản chúng lại. Hoàng thượng, người nhân cơ hội để trốn thoát. Trốn càng xa càng tốt, càng xa càng tốt. Vậy còn ngươi? Chỉ cần hoàng thượng trốn thoát được, tiểu thái tử sẽ liều mạng bảo vệ hoàng thượng tới cùng. Hoàng thượng, có cơ hội rồi, chạy đi, chạy đi. Hoàng thượng, người muốn đi đâu?
Không được vô lễ với hoàng thượng. Nô tài to gan, dám khuyên hoàng thượng từ bỏ cai nghiện, tội đáng muôn chết. Tránh ra. Đừng mà. Đừng. Hoàng thượng, bây giờ chỉ có hai con đường. Một là người cứ ăn thịt của tiểu thái tử để tiếp tục sống. Hai là ăn thức ăn của nha phiến của thần. Chủ tử, thuốc cai nghiện đã chuẩn bị xong rồi. Bổn cung không uống. Đem đi đi, đem đi đi. Có phải nhớ tới mùi vị thanh ngọt của phúc thọ cao không? Nô tài cung thỉnh hoàng thái hậu thánh an. Tiểu vệ tử. Dạ. A Gia biết ngươi đau khổ nhiều rồi, lấy dùng đi, từ từ mà dùng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có A Gia ở đây, không ai dám phạt ngươi đâu. Tạ hoàng thái hậu. Nuôi binh trăm ngày, dùng trong một lúc. A Gia muốn ngươi tinh thần tỉnh táo để giúp A Gia làm một việc. Hoàng thái hậu xin cứ dặn dò. Mạng của nô tài do hoàng thái hậu ban cho, chỉ cần hoàng thái hậu căn dặn, nô tài có chết cũng không từ. Vậy ngươi có biết là hoàng thượng sắp từ sơn trang tránh nóng trở về tựa cấm thành không? Hoàng thượng đã cai nghiện nha phiến thành công sao? Hoàng thượng tỉnh táo lại, nhất định sẽ trừng phạt nô tài. Tĩnh quý nhân, ngươi không cần lo lắng đâu. Hoàng thượng nhìn bề ngoài là cai nghiện thành công, thật ra là người càng nghiện càng nặng. A Gia cần ngươi làm một chuyện lớn, chính là trong đại lễ tế trời mỗi năm một lần, trước mặt chúng thần tố giác đương kim hoàng thượng là hoàng đế nghiện ngập. Hoàng thái hậu làm như vậy có khác nào tạo phản? Chỉ là thuận theo ý trời thôi. Miên Ninh ngu xuẩn, từ lâu đã để lại tiếng xấu, đã mất lòng dân. Ngược lại Thụy Tân Dương chiến công hiển hách, có công dẹp loạn, lòng dân khâm phục, kế vị thay thế cũng là chuyện đương nhiên. Vậy nô tài, nô tài sẽ trở thành loạn thần tặc tử, tiếng xấu ngàn năm. Phải nói là một lòng báo quốc, tuần công diệt tư, sau này nhất định được luận công hậu thưởng. Tỉnh vô ngươi nghĩ rằng ngươi còn con đường khác để lựa chọn hay sao? Ngươi sớm đã ngồi chung một con thuyền với A Gia. Nếu như ngươi không tố giác hoàng thượng, sau này hoàng thượng hồi phục, thì ngươi và Y Lan sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu đổi lại nô tài là Tĩnh Quý Nhân thì cũng không chọn cách khác rồi. Một chương A dám mở miệng hứa đưa hoàng thượng hồi cung tham gia đại điển. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi ngoài ý muốn. Bổn cung nghi ngờ bọn chúng đã có âm mưu. Gần đây xuất hiện nhiều dị tượng, e rằng có người đã có toan tính sắp xếp và an bài chu đáo. Rốt cuộc là xuất hiện dị tượng gì? Cánh đồng lớn ở Hà Nam xuất hiện hạt tuệ sinh đôi. Trời ban điềm lành, thông thường mà nói là hiện tượng đón mừng tân hoàng đế lên ngôi. Tuệ và thủy phát âm gần giống như nhau, chính là chỉ thủy thân dương. Không chỉ vậy, gần đây người ta hay đồn trong cung cũng xuất hiện dị tượng. Trúc tử nở hoa, người mất nhà vong, cung nữ và thái giám truyền tay nhau, đó là biểu tượng hung tinh hoàng đế cũ băng hà. Tất cả dị tượng đó rất có khả năng là do người làm. Không ngoài dự đoán, nhất định là hành động của bọn người Mục Chương Nga. Càng nhiều tin đồn thì ngày tạo phản của chúng càng tới gần. Nô tài tham kiến chủ tử, tham kiến Ngạc đại nhân. Hoàng thái hậu có động tĩnh gì sao? Bẩm báo chủ tử, hôm nay hoàng thái hậu và vị công công tới Chu Trí cung. Họ và Tĩnh quý nhân bàn bạc khá lâu. Nuôi binh trăm ngày, dùng trong một lúc. Tĩnh quý nhân phóng quả đốt hai hoàng tôn của mình, hoàng thái hậu vẫn bao che cứu giúp. Đủ biết với hoàng thái hậu, ả có giá trị lợi dụng rất lớn. Nương nương, ý của người là?
Nô tài tham kiến hoàng quý phi nương nương. Tạ thái y miễn lễ. Nô tài hôm nay bắt mạch cho tỉnh quý nhân, phát hiện mạch tượng có khác thường. Dù ngươi không quan tâm đến sức khỏe của mình, cũng nên chú ý đến sức khỏe của Hạ Nhi trong bụng. Tỷ nói sao? Sức khỏe của thai nhi trong bụng gì? Tỷ nói cái gì vậy? Ngươi không biết là ngươi đã mang long chủng sao? Tỉnh quý nhân, sáng nay nô tài khi bắt mạch cho người phát hiện có hỷ mạch, nhưng nô tài chưa được hoàng quý phi cho phép nên không báo hỷ cho người. Không sai, bổn cung đã nhờ tạ thái y luôn hồi báo tình trạng sức khỏe của ngươi cho bổn cung biết. Dạo gần đây ngươi cảm thấy tâm trạng buồn chồn, khó chịu, buồn nôn, tất cả đều là hỷ tượng. Muội đã mang long chủng thật sao? Bây giờ ngươi hiểu tại sao bổn cung kêu ngươi đừng tiếp tục hút nha phiến. Ngươi có biết từ nay vận mệnh của ngươi sẽ thay đổi thế nào không? Ngươi sẽ được mẫu đàm tử quý chuyển nguy thành an, lại được có sự sủng ái của hoàng thượng. Nhưng mà nếu như để hoàng thái hậu sai khiến, bỏ sáng theo túi, làm chuyện đại nghịch bất đạo, ngươi không những mất đi cơ hội trở mình, mà còn trở thành tội nhân thiên cổ, tiếng xấu ngàn năm. Ngươi và con ngươi đều không có chỗ đứng trong hoàng cung. Ngươi là kẻ thông minh, chắc ngươi phải suy tính lợi hại. Tới ngày đại lễ tế trời, hoàng thượng sẽ hồi cung chủ trì nghi thức tế trời. Bổn cung hy vọng ngươi có thể trước mặt văn võ bá quan vạch trần âm mưu của hoàng thái hậu. A gia cần ngươi là một chuyện lớn, chính là trong đại lễ tế trời mỗi năm một lần, trước mặt chúng thần tố giác đương kim hoàng thượng là hoàng đế nghiện ngập. Tới ngày đại lễ tế trời, hoàng thượng sẽ hồi cung chủ trì nghi thức tế trời. Bổn cung hy vọng ngươi có thể trước mặt văn võ bá quan vạch trần âm mưu của hoàng thái hậu. Tình nguyên nhân, sáng nay nô tài khi bắt mạch cho người đã phát hiện hỷ mạch. Ngươi sẽ được mẫu đằng tử quý chuyển nguy thành an, lại có được sự sủng ái của hoàng thượng. Tay ngươi chạy báo rồi kìa. Nè, mau lau sạch đi. Hoàng thượng, ngươi qua đây chúc trẫm mày mừng. Trẫm dành cho ngươi viết tên của mình. Hoàng thượng. Đi xâm trà để tinh thần tỉnh táo không? Không cần. Mời hoàng thượng chủ trì đại lễ tế trời. Hoàng thượng, hoàng thượng vừa mới bình phục, đừng đi xa xôi, hay là nghỉ ngơi trước đã. Trẫm có thể chịu được. Trẫm muốn trước trời đất thần linh tuyên bố một chuyện.
lớn. Trinh lên đi. Hoàng thượng, hoàng thượng long thể bất an, thần xin hoàng thượng tạm quản đại điện bãi giáo hội cung nghỉ ngơi. Không được. Trẫm, hôm nay trẫm có lời nói. Ngươi, ngươi, bọn ngươi, mọi người, hoàng thượng, người. Hoàng thượng. Ngươi, ngươi, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Hoàng thượng, nô tài biết người muốn nói gì. Thôi thì để nô tài thay mặt hoàng thượng đem sự thật tuyên bố trước công chúng. Cũng tại nô tài không tốt, nô tài đã tin lầm dược lực của nha phiến, mê muội cảm giác bay bổng, cảm giác quên hết u sầu, dẫn dụ hoàng thượng cùng hút nha phiến mới khiến hoàng thượng bị nghiện. Hoàng thượng cũng dùng nha phiến sao? Không phải chứ. Sao lại như vậy? Hoàng thượng đến sơn trang tránh nóng không phải là để dưỡng bệnh, mà chính là để cai nghiện nha phiến. Chỉ tiếc là cai nghiện bất thành, ngược lại còn nghiện thêm nặng. Tình quý nhân, ngươi lập tức nói cuối cùng ai sai ngươi làm hại hoàng thượng, hại hoàng thượng thành bất nghĩa. Sau lưng Tĩnh Du không có ai chỉ thị cả. Ông trời ơi, Tĩnh Du biết sai rồi. Người muốn phạt thì hãy phạt Tĩnh Du. Tĩnh Du nguyện lấy thân mình gánh nạn cho hoàng thượng. Nô tài biết hoàng thượng giữ bí mật này ở trong lòng từ rất lâu. Đến nay hoàng thượng muốn tạ lỗi với trời đất, thể hiện thành ý. Cầu xin chư vị thần Phật bảo vệ hoàng thượng long thể an khang, sớm ngày thoát khỏi nghiện ngập, đại thanh quốc thoát khỏi ác giận. Hoàng thượng thân là vua của một nước, sao có thể nghiện ngập được chứ? Trời ơi, đúng sao lại như hoàng thượng hả? Luôn miệng nói là muốn nghiêm đả nha phiến nhưng lại không lấy thân làm gương, quá thật á là làm nhục quốc thể xấu hổ với ba tánh. Đó là quốc thể xấu hổ với ba tánh mà. Hèn gì khắp nơi thiên tai dị tượng liên tiếp thì ra đều có nguyên nhân. Phải đó, đúng vậy đó. Hoàng thượng là của Ngũ Chí Tôn, lẽ ra phải lấy thân làm gương. Nếu quả thật là như vậy thì là mối nhục của đại thanh triều. Sao có thể nhìn mặt văn võ bá quan, sao có thể nhìn thiên hạ bá tánh? Tịnh quý nhân, ngươi không được ăn nói hàm hồ, làm loạn lòng dân. Không cần nói, hoàng thượng không có sử dụng nha phiến. Người đâu, giải tịnh quý nhân xuống. Dạ. Nếu hoàng thượng không thể chủ trì đại lễ, lập tức đưa hoàng thượng hồi cung trị liệu. Dạ. Trời ơi, ai già quả thật không biết dạy con mà. Ai già xấu hổ với liệt tổ liệt tông đại thanh. Ai già cầu xin chư vị thần linh tha tội cho ai già. Tức tế trời cần phải thi hành lập tức, nếu không sẽ bất lợi đối với đại thanh dương triều. Làm thế nào đây? Vị đại quốc, vị đại thanh quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, xin chị thương dương lập tức thay hoàng thượng chủ trì nghi thức. Đại quốc làm trọng, xin chị thương dương chủ trì nghi thức tế thiên. Phải đó, thương dương. Thị thương dương người lên chủ trì đi. Thị thương dương người lên chủ trì đi.
phúc rồi. Cái trên tay của Thủy Thần Dương đang cầm chính là truyền quốc ngọc tỷ Hòa Thị Bích, đã thất truyền lâu năm từ sau đời Tần Hán. Trên Hòa Thị Bích có khắc 8 truyện tự trùng điểu: thọ mệnh ô thiên, ký thọ vĩnh xương. Phàm ai đạt được vào các tượng này chính là phúc tinh của quốc gia, có thể khiến quốc vận hành thông, mưa thuận gió hòa, tạo phúc muôn dân. Thiên giáng tường thủy, vạn dân ấm no. Chúc mừng Thủy Thần Dương, 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 chúc mừng Thủy Thần Dương. Bây giờ hoàng thượng phải tiếp tục cai nghiện, khó có thể xử lý đại sự quốc gia. Thủy Thần Dương lại là phúc tinh của Đại Thanh thì nên tiếp nhận thiên mệnh, tiếp nhận Đại Thanh nhiếp chính dương, thay thiên tử nhiếp chính, tạo phúc muôn dân. Tạo phúc muôn dân, 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 tạo phúc muôn dân.